Chào Trang. Mà thì đỡ mà à, thì đỡ à, thì đỡ nghe nhạc, ví dụ là những cái video mà dạng video là càng thấy là những cái trên YouTube bây giờ là có những cái video, ví dụ là anh chụp hình một cô gái rồi nó có một cái dọc danh sách là toàn là những bài hát. Thì đối với những bài hát đó thì mình đâu cần xem hình ảnh làm gì, mà thì trên YouTube bây giờ nha, thì nó có một cái tính năng trên nếu mình tải cái phần mềm YouTube trên điện thoại, bây giờ mình đang giới thiệu là đang giới thiệu trên điện thoại nha. Nếu mình tải một cái phần mềm YouTube trên điện thoại về thì các bạn chỉ có thể là nghe, bật nó lên khi nào nó có hình ảnh thì nó mới nghe nhạc được, mà khi mà nào cái hình mà khi nào mà ví dụ mình quay đi mình không cần nhìn màn hình, mình chỉ cần nghe nhạc thôi. Chủ yếu là mình nghe nhạc những bản nhạc trên YouTube đó, danh sách đó, thì nó sẽ một phần là màn hình nó sẽ sáng mãi thì nó sẽ tốn pin cho mình. Thì bây giờ mình sẽ chỉ một cách mà cái phần mềm này, chỉ một cách như là ví dụ là mình các bạn nào mà không biết tải những cái video mà trên YouTube gì đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là tải cách tải video trên YouTube. Và cái thứ hai nữa, mình bày cho bạn là cái cách mà mình muốn nghe nhạc, ví dụ là những bản nhạc mà dạng như mình nói đó, nó có một cái danh sách, nó có một hình dạng là của một cô nào đó, rồi nó có một cái danh sách là toàn là danh sách là một danh sách từ 1 tới 11 là toàn là những danh sách những bài hát đó, thì nó góp vô thành một video ca nhạc. Mà video ca nhạc này mình chỉ cần nghe nhạc thôi. Mà khi mình tải về thì bắt buộc thì trên YouTube nó có một tính năng, gọi là tính năng là ngộ tiếng đó, tính năng ngộ tiếng là mình lưu video đó trên YouTube đó, sau đó mình tải về thì nó sẽ nằm trong YouTube, mình ngộ tiếng mình không cần mạng thì mình vẫn nghe được. Nhưng mà cái tính năng này thì nó không chưa tối ưu lắm. Ví dụ là mình muốn nghe cái bản nhạc đó mình không cần nhìn màn hình, mình muốn tắt cái màn hình đi thì mình tắt cái màn hình, mình bấm nó vô mình tắt màn hình thì nó sẽ mất cái nhạc, nó không phát nhạc nữa, vì nó không có màn hình thì nó không có nhạc nữa, thì nó mình hơi bực mình. Thì hôm nay sẽ mình sẽ giới thiệu các bạn là cách là tải một cái video trên YouTube về về nghe nghe nhạc thôi, chỉ có nghe nhạc cái màn hình, nghe nghe những bản nhạc trong cái nghe những cái bản nhạc trong cái video đó thôi, mình không còn nhìn màn hình. Có nghĩa là màn hình mình tắt nhưng mà mình vẫn có thể nghe nhạc trên cái video đó được. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách cách làm như vậy. Thì mình cũng thường xuyên nghe nhạc trên những cái trang YouTube, YouTube mà có những cái video mà video ca nhạc mà nó có hình cô gái rồi đó, rồi nó có toàn bộ danh sách, thì mình sẽ thích nghe những bản nhạc đó. Vì những bản nhạc đó thì người ta thì sẽ gộp nhau những cái bản nhạc mà dạng là hay, ví dụ là những bài hát tuyển chọn tháng 7 thì nó sẽ có một hình cô gái, rồi nó sắp xếp một bản danh sách nhạc xuống, thì các bạn có thể là nghe nhạc thôi. Mục đích mình chỉ tải nó thì mình nghe nhạc thôi, mình không cần xem hình ảnh. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm như sau nha. Đây thì cách làm là làm như thế này. Thì bạn là thấy đây là các bạn biết cái phần mềm đây gọi là cái phần mềm gì không? Cái phần mềm là gọi là cái phần MX Player. Thì ví dụ là mình đã tải một cái video, ví dụ là mình tải cái video này về về rồi. Đúng không ta? Ví dụ là video này danh ca vòng cổ Cẩm Như tiếng hát đang gây bão mạng trên cộng đồng mạng. Thì ví dụ video 1 tiếng 0 phút 44 giây rồi. Đây đó. Rồi chạy đâu đó, thì sau khi bạn tải cái phần mềm này về thì có những video là có những bao nhiêu trên máy điện thoại bạn ha, trên máy điện thoại của bạn ha, thì có bao nhiêu video thì nó sẽ dồn vô cái phần mềm MX Player này. Cái phần mềm MX Player nó sẽ tìm tất cả các video có trên điện thoại của bạn nha, thì nó sẽ vô vùng cái phần camera, nó vô vùng cái phần video, nó vô vùng cái phần download, nó vô vùng cái. Thì sau khi bạn vô cái bản nhạc này nha, ví dụ mà bạn muốn chỉ nghe cái bản nhạc này thôi mà không cần xem hình ảnh thì bạn làm như sau. Bạn bấm vào nút B chấm bên phải bên màn hình nha, B chấm bên phải màn hình này, thấy không? Các bạn thấy không?
B chấm bên phải màn hình này vào cái mục phát đó, vào mục phát thì bạn bạn test ở chế độ là phát ở chế độ nền đây, rồi phát đó, phát ở chế độ nền thì mình để tích vào cái ô test là phát ở chế độ nền mình này. Thì sau khi bạn tích vào cái phần này thì bạn mở nhạc này, ví dụ không, bạn mở nhạc thì bạn vừa tăng chủ, bạn vừa tăng chủ thì nó vẫn phát nhạc theo. Bạn về trang chủ thì nó vẫn phát nhạc như vậy, chứ nó không có khác khác gì hết. Rồi cái phần mềm này gọi là phần mềm MX Player này, các bạn đỡ thấy các bạn lên Start Play, các bạn tải cái phần mềm MX Player về đây, phần mềm MX Player đây đó, cái phần MX Player đấy. Mới tới cái hình dạng nó đây thôi, để cho bạn thấy cái đây, cái phần mềm cái MX Player này màu xanh xanh xanh, cái hình tam giác đây này, thì bạn có thể tải về rồi bạn xem ở chế độ nền. Còn cách thứ hai nữa mình muốn hướng dẫn các bạn là mình chỉ luôn, thì vô cái phần các bạn muốn tải một cái video trên YouTube gì ha, thì bạn vào vào một cái trình duyệt, ví dụ là mình muốn chọn cái trình duyệt chôm đi, mình chọn cái trình duyệt chôm đây, sau khi cá chữ YouTube ra, ví dụ mình chỉ nhắc vào, mình vô trang YouTube thì sau khi mặc định thì cái cách tải video này nha, thì các bạn phải bắt buộc bạn phải có một cái thanh trình duyệt này HTTPS nè. Thì sau khi bạn cắm thì đây là nó không có mạng rồi. Sau khi bạn bạn ví dụ là bạn chọn một cái video đó đi, thì trên cái thanh trình duyệt này bạn thêm chữ SS nè. Bạn thêm chữ SS ở sau, đó, hai chữ S thôi nha. Bạn thêm chữ hai chữ SS ở sau rồi bấm truy cập. Rồi bạn bấm truy cập thì nó sẽ hướng dẫn các bạn tới một cái trang gọi là cái trang dạng là hình như tiếng nghe sau đó. Sẽ, các bạn sẽ bấm vào Ticket Chain gì đó. Cái video cách tải một cái video xuống là mình để các mình để hướng dẫn các bạn tại trong một cái video ở trước rồi. Thì bạn xem ở video trước cách tải một cái video trên YouTube YouTube Radio Thoại về. Thì các bạn bấm như thế này, bấm SS cái video bạn chọn cái video đó. Rồi bạn bấm vô trình duyệt này, bạn thêm chữ hai chữ SS vào thì nó sẽ chuyển cho bạn tới một cái trang mới. Cái trang này là sau khi bạn bấm vào, bạn chọn cái định dạng là 720p hay là 360p, rồi sau đó bạn bấm vào TF Chain thì nó tải xuống về máy cho bạn. Thì cái cách này chỉ áp dụng trên cái trang YouTube thôi, còn các trang mà có video khác thì nó sẽ mình cũng chưa biết được. Mình tải thử rồi nhưng mà cũng chưa có được. Thì cái cách này chỉ áp dụng cho những cái video mà trên YouTube thôi. Đây, hẹn gặp các bạn trong video lần sau.